tuyến giáp là hiện tượng phát sinh một khối mô hoặc tế bào tập trung trước cổ, dưới đáy họng. Khối này sẽ làm thay đổi hệ thống sức khỏe của tuyến giáp, đôi khi là chức năng của cả vùng, gây mất thẩm mỹ. U tuyến giáp có thể là các khối lành tính hoặc ác tính như ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên, trường hợp u ác tính cũng thấy rất ít, chỉ có từ 4 đến 7% mắc bệnh và nữ nhiều hơn nam. U cũng được chia làm hai loại chủ yếu là đơn nhân và đa nhân. Đa nhân là trường hợp u có nhiều nhân lớn và nhân nhỏ rất khó thấy và phải nhờ đến siêu âm mới phát hiện được. Sự phát triển của các khối u này thường là do di chứng của viêm giáp hoặc phẫu thuật. Thành phần của u thường là chứa dịch hoặc đặc, trong đó 75 đến 85% là đặc. Có thể phân loại là adenoma tuyến giáp, tức adenoma sinh ra từ sự bất thường của các lớp trong. Khối này có chức năng như một cái nôi tạo hormone. Nếu quá nhiều sinh ra cường giáp, quá ít sinh ra suy giáp. Nên nếu xuất hiện adenoma làm rối loạn chức năng giáp thì phải sớm điều trị để tránh các biến chứng như viêm giáp sau này. Còn như ung thư tuyến giáp, căn bệnh này dường như không còn xa lạ với nhiều người. Đây là bệnh nguy hiểm, tuy nhiên lại có tỷ lệ sống cao, trung bình khoảng từ 90 đến 95%. Cũng không thể vì thế mà lơ là nếu phát hiện có hiện tượng. Nguyên nhân bệnh thường là do người bệnh tiếp xúc với xạ trị và bị ảnh hưởng. Ngày nay, các nhà khoa học vẫn còn đang rất băn khoăn trong việc xác định nguyên nhân gây nên hiện tượng u tuyến giáp. Tuy nhiên, có thể rút ra một số tác nhân gây bệnh như người bệnh từng tiếp xúc với hóa trị, xạ trị, di chứng của viêm tuyến giáp hoặc phẫu thuật vùng cổ do hormone cơ bể biến đổi, miễn dịch yếu hoặc do di truyền. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi của khán giả Phan Thị Bích. Xin được giấu vui một chút ạ. a@gmail.com hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương như sau ạ. Cho em hỏi là u tuyến giáp có di truyền không? Mẹ em mới phát hiện tuyến giáp năm nay sưng to như quả trứng. Sau đó có uống thuốc thì ổn định, nhưng em lo bệnh này sẽ di truyền. Vậy em có nên đi tầm soát tuyến giáp không? Đối với bệnh lý tuyến giáp thì nó có thể có khối u lành tính cũng như là khối u ác tính. Các khối u lành tính hay gặp thì thường đó là các cái tổn thương u nang hoặc là cái giác nang dạng keo ở tuyến giáp. Rồi một số trường hợp thì tuyến giáp to và kèm theo các cái triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực hoặc là mạch nhanh, thậm chí là mắt lồi ra, thì đó là triệu chứng của bệnh Bazedo thì cũng có thể gặp. Thế và đặc biệt là đối với bệnh ung thư tuyến giáp. Ung thư tuyến giáp thì như tôi vừa mới chia sẻ thì hay gặp ở nữ giới. Tuổi thì nó hay gặp ở cái nhóm tuổi trẻ thì khoảng 15 đến 25 tuổi là cũng cái khoảng tuổi cũng có thể mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Rồi tuổi sau nữa thì trên 40 tuổi, trên 40 tuổi cũng là cái nhóm nữ giới mà hay gặp bệnh ung thư tuyến giáp. Và đối với bệnh ung thư tuyến giáp thì cho đến thời điểm hiện tại thì các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy rằng là cũng có liên quan đến yếu tố gia đình. Nó cũng liên quan đến một số các cái gen mà khiến cho cái tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến giáp cao ở trong cùng một gia đình. Và bản thân tôi cách đây 4 tháng vừa chữa cho một gia đình có bao gồm mẹ đẻ bị ung thư tuyến giáp, con gái bị ung thư tuyến giáp và em trai, tức là con trai cũng bị ung thư tuyến giáp. Đầu tiên thì bạn ấy cũng rất là tình cờ, bạn đến khám sức khỏe định kỳ thôi và tôi thăm khám. Sau đó thì tôi yêu cầu cho bạn làm các cái xét nghiệm mà liên quan đến các cái bệnh lý. Và sau đó thì tôi phát hiện ra là bạn ấy có cái tổn thương vôi hóa ở tuyến giáp và làm xét nghiệm tế bào học dưới hướng dẫn của siêu âm tuyến giáp thì thấy rằng đây là một trường hợp ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú. Thế và sau đó thì bạn có kể rằng là ôi thế thì mẹ em cũng thấy rằng là cổ cũng hơi to to giống em ấy, thì chị khám luôn cho mẹ em với. Thì sau đó thì bạn ấy 2 tuần sau thì bác ấy lên chăm cô bạn, chăm con gái để mổ cắt bỏ toàn bộ cái tuyến giáp cũng như là nạo vét hạch cổ. Thì đồng thời sau khi con mổ ổn định thì mẹ cũng sang, tôi cũng kiểm tra và quả thật mẹ cũng bị ung thư tuyến giáp. Thế và sau đó thì bạn ấy cũng khá là lo là con bị rồi mẹ bị và cũng có gọi em trai đến. Và em trai đến thì khi mà em trai đến kiểm tra thì tôi cũng phát hiện là ung thư tuyến giáp. Và cả ba mẹ con thì đều là ung thư tuyến giáp thể nhú. Và rất là may mắn là cho đến thời điểm hiện tại thì cả ba mẹ con cũng đã đều được điều trị ổn định rồi. Vâng, may quá ạ. Vâng, cảm ơn chị. Dù là ở thể lành tính, bệnh cũng có thể đem lại rất nhiều phiền toái
Đầu tiên là về mặt thẩm mỹ, nếu u to ra sẽ khiến cổ bị phù, đồng thời có khả năng chèn ép lên các cơ khác tương tự như bướu giáp, gây khó khăn trong hô hấp và nói chuyện. Lâu ngày, u có thể biến chứng gây viêm giáp và rối loạn chức năng tuyến giáp. Đối với thể ác tính, bệnh có thể gây tử vong nếu không điều trị sớm. Dấu hiệu u tuyến giáp thường là phát triển khá im lặng, về cơ bản rất khó phát hiện. Đa số trường hợp bệnh nhân chỉ phát hiện khi u đã lớn, nhìn rõ bằng mắt thường, có trường hợp khi các u đã chen chúc nhau xuất hiện. Trong tình trạng bệnh không biểu hiện cường giáp hay nhược giáp thì rất khó nói. Tuy nhiên, nếu u lớn có thể gây chèn ép, làm người bệnh khàn tiếng, nuốt vướng, hô hấp khó khăn. Còn u tiến triển gây cường giáp thì sẽ có biểu hiện cường giáp. Đối với thể ác tính là ung thư tuyến giáp thì bệnh cũng khá im lặng. Tuy nhiên, khi bệnh đã phát triển đến một giai đoạn nhất định, thường có một số biểu hiện cụ thể như khàn tiếng, khó nuốt, nổi hạch, u bám quanh cổ, đôi khi chảy máu và gây bội nhiễm. Để chẩn đoán chính xác căn nguyên u, cần làm xét nghiệm hormone và siêu âm tuyến giáp. Trong đó, xét nghiệm hormone đều xem có bị tăng trưởng cường giáp hay không, còn siêu âm giúp xác định vị trí u và đặc tính của chúng. Đôi khi các bác sĩ cũng chỉ định xác nhận bằng iốt phóng xạ, vì tuyến giáp hấp thu iốt trên toàn cơ thể nên iốt đã uống sẽ tập trung hết về đó và tạo hình ảnh hiển thị khi chụp. Tiếp theo, các bác sĩ thường lấy sinh thiết để xác định u lành tính hay ác tính. Với trường hợp ác tính thì nhân cứng, phát triển nhanh, nhân hiển thị tập trung khi chụp iốt phóng xạ. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ chiếm 5% các ca u giáp. Trong trị liệu mỗi loại u tùy thuộc vào kích thước, tính chất, thành phần của u mà có điều trị thích hợp. Chẳng hạn với u lành có thể tiến hành điều trị hoặc bỏ không. Vì nếu u nhỏ và không ảnh hưởng thì không cần điều trị, chỉ cần khám thường xuyên và xét nghiệm đầy đủ. Nếu u lớn thì có thể sẽ phải điều trị thuốc hoặc phẫu thuật. Trong đó, thường bác sĩ sẽ chỉ định điều trị thuốc trong 6 tháng, nếu u nhỏ thì có thể theo dõi tiếp, còn nếu lớn thêm thì sẽ phải mổ sớm. Tuy nhiên, với các u nước cần chọc thoát dịch, chủ yếu các u nang nước thường tự tiêu biến sau khi chọc dịch. Với u ác hoặc bị nghi ngờ ác tính thông thường, giải pháp cho u tuyến giáp ác tính là phẫu thuật. Nếu bệnh tiến triển nhanh, có thể sẽ phải xạ trị iốt phóng xạ hoặc cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bệnh nhân. Vì vậy, cần phải xem xét kỹ trước khi điều trị.